Trần Nhật Phong, Phong mến chào tất cả khán giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng và bây giờ là 6 giờ 30 giờ California, tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta vẫn sẽ đi vào phần tin tức trước rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đầu tiên hết là Tổ chức Y tế Thế giới đã đuổi một bác sĩ sau khi phát hiện ra ông này đã có hành động được xem là vô đạo đức về tình dục. Bản tin từ Geneva cho biết thì tổ chức y tế thế giới nói rằng họ đã đuổi một trong các bác sĩ của họ và người đã bị cáo buộc là có những cái hành động được xem là thiếu đạo đức về tình dục. Cơ quan của y tế của Liên Hình Quốc cho biết dưới áp lực từ các Hoa Kỳ và một số quốc gia khác là phải chống lại cái tình trạng mà có những cái hành động được xem là thiếu đạo đức trong tình dục. Trong cơn bừng tỉnh có nhiều cái lời than phiền và khiếu nại từ các bác sĩ ở trong làm việc tại Phi Châu và trong đó người bác sĩ này là người gốc Fijian tức là người gốc Fiji có tên là Temo Waka Uh, uh, ông này uh, ông uh, wakanivalu đã bị uh, xóa bỏ khỏi cái danh sách của tổ chức y tế thế giới sau khi mà bị cáo buộc là có những cái uh, hành động vô đạo đức về tình dục để nhắm vào ông ta và chúng tôi đang có tiến trình để mà xử lý chuyện này đó là lời phát biểu của phát công viên của tổ chức y tế thế giới là Marcia puli đã đưa ra một email với hãng thông tấn AP việc mà thiếu đạo đức trong tình dục hoặc bất kỳ một cái hành động nào mà làm việc với lại tổ chức y tế thế giới đều sẽ bị loại trừ và không được chấp nhận à, không thể được chấp nhận vào tháng giêng thì hãng thông tấn AP báo cáo là ông Waka Nivalu đã bị cáo buộc là có hành động tấn công tình dục với một phụ nữ ở tại, ở tại cái hội nghị ở Berlin vào tháng 10. Và sau đó thì giới chức cao cấp của Tổ chức Y tế Thế giới đã bị cáo buộc là có những cái nhân viên từng có những hành động tấn công tình dục với người khác trong những năm gần đây. Đây được xem là một trong những cái quyết định mới nhất của cơ quan y tế thế giới của Liên Hiệp Quốc đã đưa ra để mà trấn an mọi người trong lúc mà cơ quan này đang đối diện với nhiều tai tiếng liên quan tới vấn đề gọi là tấn công tình dục hoặc là sách nhiễu tình dục. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, cảnh sát Pakistan cho biết hai vụ nổ đã diễn ra ở phía tây bắc của quốc gia này, tổng cộng 12 người đã bị thiệt mạng. Bản tin từ Peshawar cho biết thì đã có hai vụ nổ diễn ra vào ngày thứ hai và cảnh sát chống khủng bố tại đây cho biết là ít nhất 12 người đã bị thiệt mạng và trên ít nhất 50 người khác đã bị thương. Các viên chức cao cấp của sở cảnh sát tại đây và người đại diện có tên gọi là Atul Khan cho biết là vụ nổ đã diễn ra ở khu vực gọi là Swap Valley và vụ thứ hai diễn ra ở khu vực Kobe và tiếp theo là được xem là hàng loạt các cái sự căng thẳng tại đây. Theo tường trình của hãng thông tấn AP cho biết thì vụ nổ này đã phá hủy các cái xe và kể cả làm sập đổ các cái cây cũng như là một cái bệnh viện ở địa phương với nạn nhân đầy máu ở trên mặt và trên cơ thể của họ và hiện nay vẫn chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm cho vụ tấn công. Tuy nhiên thì à, nhóm Taliban Pakistan vẫn thường xuyên nhận trách nhiệm cho các vụ tấn công kể từ khi mà họ đã chấm dứt cái là, lệnh ngưng bắn với lại chính quyền Pakistan vào năm ngoái. Vụ nổ này diễn ra chỉ vài giờ sau khi cảnh sát cho biết là một chiến dịch chống khủng bố đã diễn ra tại cái tỉnh có tên gọi là Lucky Mawad được xem là một trên nơi mà họ nói rằng họ đã sát hại được ít nhất 3 dân quân và đã có một cảnh sát bị thiệt mạng sau khi mà mở cuộc đột kích vào đây. Ông Khan cho biết là cảnh sát chống khủng bố à, đã tìm tới cái cái building đã bị sụp sau khi mà đã có những công dân cứu trợ đã lôi những cái thi hài ra sau cái vụ nổ này. Đây được xem là một trong những vụ bạo động mới nhất diễn ra tại Pakistan. Tình nghi là nhóm Taliban tại Pakistan đã thực hiện các vụ tấn công này. À, hiện nay thì à, Chế độ Taliban ở tại Afghanistan đã chiếm quyền gà lại ở Afghanistan từ tháng 8 năm 2021 sau khi Hoa Kỳ và Liên minh NATO rút quân ra khỏi đây dẫn tới một cái cuộc hỗn loạn tại Afghanistan. Đó là bản tin liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Thời sự quốc tế ngày hôm nay, Ngoại trưởng Hoa Kỳ loan báo là có 72 giờ ngưng bắn tại Sudan. Bản tin mới cho biết thì bạo động bùng nổ ở tại Sudan khiến cho lực lượng dân quân và lực lượng của chính phủ đụng độ, độ nhau và đôi bên đã đồng ý là sẽ có một cái hiệp ước ngưng bắn tạm thời trong vòng 72 giờ đồng hồ. Theo tương trình của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra ngày 24 Tây, và lệnh ngưng bắn này đã, được thỏa thuận bởi lực lượng gọi là Sudanese Armed Forces, gọi tắt là ESAF, cùng với lại lực lượng có tên là Rapid Support Force tức là ASF đã bắt đầu từ à, nửa đêm vào ngày 24 tây và sau khi mà có cái cuộc đàm phán trong vòng 48 giờ qua. Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Anthony Blinken đã đưa ra trong một bản statement và Hoa Kỳ đang thúc giục cả hai lực lượng này là ngay lập tức ngưng bắn và có những hành động đi tới một cái giải pháp khác. Trước đó thì à vụ bạo động đã bùng nổ tại đây và khiến cho hàng trăm người đã bị thiệt mạng và các viên chức ngoại giao của nước ngoài đã phải tìm cách di tản ra khỏi khu vực này để chấm dứt tình trạng giao tranh hoa kỳ đã phối hợp với lại các lực lượng quốc tế ở khu vực cũng như là một số những uh, nhân vật có uy thế tại Sudan để tìm cách gọi là đưa ra một cái hiệp ước ngưng bắn tạm thời để di tản tất cả những viên chức quốc tế ra khỏi đây trong một bản statement được đưa lên Twitter và được chuyển dịch bởi giới truyền thông địa phương thì lực lượng lực lượng ASF đã xác nhận rằng họ đồng ý là duy trì 72 giờ đồng hồ để mà có thể ngưng bắn và trong đó là giúp cho các quốc gia ngoại quốc có thể di tản công dân của họ ra khỏi đây. Đây được xem là cuộc bạo động bùng nổ mới nhất ở tại Sudan, nơi được xem là có cuộc giao tranh vừa giữa hai lực lượng đối thủ với nhau và dẫn tới tình trạng gọi là các quốc gia ở Tây Phương đã phải nhanh chóng tìm cách di tản công dân của họ và các nhân viên của họ ra khỏi các tòa đại sứ và lãnh sự tại đây. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, phía cảnh sát Do Thái cho biết đã có 5 người bị thương trong một vụ tông xe ở trong một ngôi chợ tại Jerusalem. Bản tin mới nhất cho biết thì một chiếc xe đã ta mở một cuộc tấn công vào một cái ngôi chợ ở Jerusalem, nơi mà có nhiều người đi bộ khiến cho ít nhất 5 người đã bị thương và tài xế người Palestine đã bị bắn chết tại chỗ theo tường trình của cảnh sát do Thái cho biết và đây được xem là một trong những cái vụ bạo động mới nhất diễn ra tại Jerusalem trong bản statement của cảnh sát đưa ra thì tài xế này đã bị bắn và thiệt mạng ngay tại hiện trường gần cái khu vực được xem là khá bận rộn trong một cái ngôi chợ gọi là Mahan Yehuda Market trong đó thì một người đàn ông 70 tuổi đã bị thương trầm trọng theo lời của cảnh sát cho biết và đây là vụ bạo động mới nhất diễn ra ở tại khu vực Jerusalem Trước đó thì đã người Palestine và người Do Thái đã có những căng thẳng xung quanh cái thánh lễ Ramadan và thánh lễ Passover của người Do Thái. Phía cảnh sát cho biết là kẻ tấn công đã tìm cách lái xe và tông vào những người đi đường và một những người băng qua đường và điều này đã dẫn tới việc mà à, ít nhất là còn một trước khi một một người đi ngang à, và một à, hành khách đi bộ hành đã bắn anh ta thiệt mạng à, trước khi cảnh sát đã xuất hiện tại hiện trường trong đó thì à, thủ tướng do thái là ông Benjamin Netanyahu đã lên tiếng và nói rằng bất kỳ một cuộc bạo động nào tại Jerusalem đều không thể chấp nhận và đang có nỗ lực của một nhóm dân quân tìm cách sát hại những người do thái bạo động bùng nổ sau khi mà do thái đánh dấu cái ngày gọi là Memorial Day tức là cái ngày lễ tưởng niệm à, trong lúc trong lúc họ tưởng niệm tất cả những binh sĩ và những nạn nhân trong các cuộc tấn công của dân quân bắt đầu từ tối ngày thứ hai và kéo dài cho tới ngày hôm nay và đánh dấu 75 năm ngày thành lập một quốc gia Do Thái và phía Do Thái cho biết là họ đóng cửa lại tất cả các khu vực ở giải Gaza và vùng Tây Ngạn. Giữa lúc mà người Palestine đang tìm cách gọi là à, kêu gọi sự hỗ trợ nhân đạo giữa lúc mà họ đang đối diện với những khó khăn tại đây. Đây được xem là một trong những vụ bạo động mới nhất diễn ra ở tại Jerusalem, nơi đang có cuộc gọi là căng thẳng giữa người Do Thái và người Palestine. Đó là bản tin liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay, Moscow đã lên tiếng và chỉ trích Hoa Kỳ sau khi mà một ký giả của Nga đã không được cấp chiếu kháng vào làm việc cho Liên Hiệp Quốc ở tại New York. Bản tin mới cho biết tiền ngoại trưởng của Nga là ông Sergei Lavrov đã lên tiếng vào ngày Chủ nhật và nói rằng Moscow sẽ không tha thứ cho Washington khi mà bác bỏ chiếu kháng cho các ký giả của Nga tháp tùng và tới làm việc của ông ta với ông ta tại cái uh, trụ sở của Liên Hiệp Quốc tại New York chúng tôi sẽ không quên và chúng tôi sẽ không tha thứ chuyện này đó là lời phát biểu của ông La đưa ra uh, trong cái phiên họp với lại uh, hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc ở tại New York Nga đã bắt đầu gia tăng rất là nhiều cái uh, áp lực sau khi mà họ trở thành uh, Quốc gia chủ 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 tịch của Hội đồng Bảo an Liên Quốc gồm 15 thành viên và trong tháng 4 và cuộc tấn công Ukraine giống như là một cái cuộc gọi là việc mà ngồi vào chức chủ tịch của Hội đồng Bảo an này là một cái tác giống như vào vào mặt của Tây phương. Trong khi đó thì ông La Rốt lên tiếng và cáo buộc rằng đây là một cái hành động ngu xuẩn khi mà Hoa Kỳ từ chối cấp chiếu kháng cho các ký giả của Nga, một quốc gia tự gọi họ là mạnh mẽ, à, thông minh và có tự do cũng như là công bằng nhất lại đưa ra một cái thái độ hèn nhát đây là lời phát biểu của ông và cho thấy rằng đây là những cái lời đạo đức giả của họ khi mà họ nói rằng là họ bảo đảm quyền tự do ngôn luận kể từ khi mở cuộc tấn công thì nga đã mạnh mẽ lên tiếng và nói rằng họ đã bị bác bỏ rất nhiều những cái chiếu kháng dành cho các ký giả của họ đây được xem là một trong những cuộc đụng độ mới nhất giữa Nga và Hoa Kỳ sau khi mà Hoa Kỳ bác bỏ chiếu kháng dành cho các ký giả của Nga tháp tùng theo ông Lavrov vào phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, lãnh đạo của Liên Hợp Quốc lên tiếng và nói rằng các cuộc đối đầu của giữa những băng đảng tại Haiti là một vụ bạo động mới nhất và kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Lãnh đạo của cơ quan Liên quốc đã thúc giục ngay lập tức phải khai triển một lực lượng quốc tế tới Haiti để giảm đi tình trạng gọi là căng thẳng bạo động giữa các băng đảng và trong lúc mà quốc gia này được đối diện với lại một cái cơn khủng hoảng về nhân nhân đạo trong vài thập niên qua, cảnh báo rằng các báo cáo mới nhất có thể đẩy cái mảnh đất này vào trong cái cuộc gọi là khó khăn hơn. Tổng thư ký của Liên quốc là ông Antonio Guterres đã đưa ra lời thúc giục mạnh mẽ và kêu gọi một cái lực lượng đặc nhiệm trên toàn thế giới nhằm ngăn chặn cái cơn khủng hoảng tại cái quốc gia được xem là thuộc châu Mỹ Latin và nghèo nhất ở khu vực này à, sau khi mà có lời yêu cầu của thủ tướng của quốc gia này là Adrian Henry à, khi mà quốc gia này rơi vào cơn bạo động của băng đảng và tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên quốc vào tháng Giêng, trong đó Hoa Kỳ gần như là đã lên tiếng chỉ trích rất mạnh mẽ trong cái uh, vấn đề bạo động tại haiti và canada cũng cho biết rằng là họ có thể uh, uh, sẽ đưa ra một cái dấu hiệu mới và khai triển một số lực lượng tại đây để mà ngăn chặn tình trạng hoạt động của của băng đảng. Ông Guterres đã lên tiếng và yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Quốc vào ngày thứ hai là cần thiết nhất là phải có một lực lượng quốc tế để mà giúp cho người dân Haiti và chính quyền của Haiti ngăn chặn các cái cuộc gọi là bạo động và kể cả những cái vụ vi phạm về quyền con người, đồng thời tái lập lại một cái nền pháp trị tại quốc gia này, gia tăng cái điều kiện để tổ chức một cái cuộc bầu cử trên toàn quốc và Hội đồng Bảo an dự tính là sẽ thảo luận cái chuyện này vào ngày thứ tư. Đây được xem là một trong những lời kêu gọi mới nhất của ông tổng thư ký liên quốc sau khi mà các băng đảng đã bùng nổ cuộc bạo động và đẫm máu ở tại khu vực này khiến cho hàng ngàn người đã bị thiệt mạng đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay một bản báo cáo của một tổ chức quốc tế cho thấy là tình trạng mà quốc tế tăng cường cái ngân sách quốc phòng được xem là cao nhất trong lịch sử Bản tin từ Stockholm cho biết thì à, toàn cầu việc mà tăng cường cái nguồn ngân sách quốc phòng và, và quân sự của à, cả thế giới đã tăng cao à, trong vòng liên tục 8 năm và tính cho tới năm 2022 và ở mức là 2.240 tỷ Mỹ Kim. Con số được xem là ca tăng khá nhiều, đặc biệt là tại Âu Châu. Giữa lúc mà Nga đã có cuộc chiến tại Ukraine, một tổ chức chiến lược tại Thụy Điển đã cho biết vào ngày thứ hai, chi phí của toàn cầu à, đã gia tăng 3.7%. Tuy nhiên, thì cái việc mà chi phí và gia tăng mạng lưới quân sự tại Âu Châu đã tăng tới 13% được xem là gia tăng cao nhất trong vòng 30 năm qua và cái tổ chức có tên gọi là Stockholm International Peace Research Institute hay còn gọi tắt là SIPRI à, cho biết trong một bản báo cáo và việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine gây lo ngại là tình trạng mà nga có thể sẽ gây ảnh hưởng và đưa ra tới tình trạng mà nhiều quốc gia sẽ tăng cường ngân sách quốc phòng cái tổ chức chiến lược đặc biệt này cho biết vào năm ngoái thì ba cái quốc gia được xem là cung cấp nguồn vũ khí nhiều nhất là Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga và mỗi một quốc gia như vậy đã được xem là chịu trách nhiệm cho khoảng 56% cái lượng vũ khí và quân sự trên toàn cầu theo tường trình của tổ chức này cho biết và một số những cái dấu hiệu cho thấy là hầu hết tất cả các quốc gia đều tăng cường ngân sách quốc phòng. Trong đó thì Phần Lan tăng lên 36%, Lutia tăng 27% và Thụy Điển tăng 12% và Ba Lan thì tăng 11% cả Thụy Điển lẫn Phần Lan đã đã xin gia nhập vào Liên minh NATO từ tháng 5 tháng 5 năm 2022. Trong đó họ coi như bỏ rơi một cái khuynh hướng trung lập mà họ đã theo đuổi nhiều năm nay. Trong khi đó thì à, cuộc xâm lăng toàn diện tại Ukraine từ tháng 2 năm 2022 thì à, việc mà chi phí quốc phòng cho năm 2022 à, đã tăng lên khá nhiều và kể cả Nga lẫn các quốc gia tại Âu Châu và rất nhiều quốc gia ở khu vực phía đông của Âu Châu đã chi ra cái ngân sách quốc phòng được xem là cao nhất kể từ năm 2014, tức là cái năm mà nga đã có cuộc sát nhập đối đối với lại phía của Crimea. Phía Nga cũng đã gia tăng ngân sách quốc phòng của họ, trong đó là 9.2% năm 2022, ở mức là 86.4 tỷ Mỹ Kim. Và nó đã tăng lên khoảng 4.1% trong cái so với lại cái tổng sản lượng nội địa của Nga năm 2022 và gia tăng 3.7% so với cùng năm trước đó. Đây được xem là bản báo cáo mới nhất của một tổ chức chiến lược được xem là đánh giá về tình trạng tăng ngân sách quốc phòng của các quốc gia Cùng một lượt trong ngày hôm nay thì Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng kêu gọi Singapore là nên hủy bỏ cái án tử hình dành cho các tội buôn chất cấm. Một viên chức cao cấp của cơ quan nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng vào ngày thứ ba kêu gọi phía Singapore là phải xóa bỏ cái án đeo khổ dành cho những kẻ buôn chất cấm cơ quan của liên hiệp quốc đã đưa ra và được thông báo về tình trạng treo cổ đối với một nhân vật có tên là Tagaruchu à, Supia bị cáo buộc là đã sử dụng cái phone của ông ta để điều hành các cái đường dây buôn bán cần sa theo tường trình của liên hiệp quốc cho biết và chúng tôi rất lo ngại về tiến trình và có một cái phiên xử công bằng cùng một lượt thì liên hiệp quốc cho biết rằng họ đang kêu gọi các quốc gia trên toàn thế giới là xóa bỏ án tử hình đặc biệt là liên quan tới những cái vụ gọi là buôn chất cấm xuyên biên giới Cùng một lượt thì trong cái cuộc họp báo này, bà này cho biết rằng là bà đã nhận được ít nhất 150 thường dân đã bị sát hại trong cuộc tấn công tại Burkina Faso vào tuần trước sau khi mà có cuộc bạo động diễn ra tại đây. Tình trạng mà các quốc gia Á Châu đã tăng cường cái mức án phạt dành cho các tội buôn chất cấm đã tăng tại khu vực Á Châu khiến cho Liên Hiệp Quốc nói rằng đây là hành động được xem là có thể đi tới tình trạng có thể vi phạm nhân quyền. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay đó là đương kim tổng thống Joe tuyên bố sẽ tái tranh cử năm 2024. Ông Joe trong tối ngày thứ ba trong ngày thứ ba hôm nay loan báo là ông ta sẽ tái tranh cử năm 2024 và kêu gọi cử tri cho ông ta thêm thời gian để hoàn tất công việc bắt đầu từ à, cái cuộc tranh cử vào năm 2020 và ông ta mong muốn có thêm 4 năm nữa. Ông này sẽ kết thúc cái nhiệm kỳ thứ hai nếu ông ta thắng cử là 86 tuổi và vấn đề tuổi tác của ông ta đã trở thành một vấn đề lo ngại của Đảng Dân chủ. Bất kể ông ta đã khoe khoang là đã có 50 năm kinh nghiệm trên à, chính trường ở Washington và điều này ông ta cho thấy rằng là ông ta đang à, Cố gắng tìm cách trấn an tất cả thành viên của Đảng Dân Chủ. Trong loan báo ở một cái video dài khoảng 3 phút thì đánh dấu cái năm, cái ngày mà ông Joe Biden à, chính thức à, và tuyên bố ra tranh cử tòa bạch ốc vào năm 2019 Trong đó ông ta nói rằng là cần phải thúc đẩy những cái nghị trình và tái lập và hàn gắn cái vết thương của đất nước Hoa Kỳ sau giai đoạn của ông à, Tổng thống Donald Trump. Đây là lời phát biểu của ông ta và ông ta cho rằng là cần phải tranh đấu cho cái quyền bình đẳng và công bằng của con người cũng như là quyền tự do của mỗi cá nhân. Trong đó ông ta chỉ nhắc tới quyền tự do về phá thai cũng như quyền tự do về chuyển đổi giới tính nhưng ông ta lại không nhắc tới cái quyền tự do và sở hữu vũ khí, tức là tu chính án số 2. Trong đó ông ta vẫn nói rằng là cần thiết nhất là phải chống lại những cái khuynh hướng mà ông ta mô tả là cực đoan trong đảng Cộng Hòa. Đặc biệt ông ta đã gán nhãn cho cái gọi là MAGA Extremist trong đảng Cộng Hòa. Và ông ta nói rằng trong cái hai năm qua thì ông ta đã phải đối diện với rất nhiều thách thức từ phía của lực lượng cực đoan trong đảng Cộng Hòa. Nay thì Joe Biden tuyên bố là ông ta cần thêm có thêm thời gian 4 năm nữa để hoàn tất những cái gì mà ông ta ta đang mong muốn thực hiện trong cái chính sách của ông ta. Có thể là, là chúng ta cần phải hoàn tất cái công việc này. Tôi biết là chúng ta có thể làm. Ông ta đã phát biểu trong đoạn video. Và ông ta nhấn mạnh hàng chục lần là đất nước này cần sự hàn gắn về vấn đề gọi là chia rẽ. Tuy nhiên thì chính ông ta đã thúc đẩy những nghị trình khiến cho đất nước bị chia rẽ trầm trọng hơn. Đây được xem là một trong những cái uh, bài lời tuyên bố mới nhất và trong cái lời tuyên bố 3 phút này ông ta vẫn tiếp tục nhấn mạnh cái gọi là ultramaga là chính sách của những người uh, bảo thủ trong đó uh, phản ảnh cái uh, chính sách gọi là Make American Great Again của ông Trump và ông ta gán nhãn cho đây là một những cái uh, khuynh hướng cực đoan cần phải loại trừ. Đó là lời phát biểu của Joe Biden sau khi mà ông ta tuyên bố là tái tranh cử chức tổng thống năm 2024. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và liên quan tới Đài Loan ngày hôm nay, đầu tiên hết là thống đốc tiểu bang Virginia là Glenn Youngkin đã ký một bản ghi nhớ với phía của Đài Loan. Thống đốc của tiểu bang Virginia Glenn Youngkin cho biết là ông đã ký một bản ghi nhớ tức là MOU với lại bộ kinh tế của Đài Loan, trong đó sẽ hỗ trợ việc mà tăng cường nguồn cung cấp cũng như là hợp tác kinh tế giữa tiểu bang virginia và đảo quốc Đài Loan. vị thống đốc này đã phát biểu trong cái ngày thứ hai và cũng là ngày cuối cùng trong chuyến viếng thăm Đài Loan, trong cái chuyến được xem là đầu tiên của ông ta ra hải ngoại kể từ khi mà ông ta lên nhận chức vào đầu tháng vào đầu năm 2022. Ông Giang Trinh cũng đồng thời cũng sẽ bay tới Nhật Bản và Nam Hàn và trong cuộc họp báo thì Vị thống đốc của Đảng Cộng hòa đã lên tiếng và nói rằng việc mà sản xuất về semiconductor và về năng lượng của các cái thái dương điện tức là solar energy cũng như là bình điện và các cái hoạt động khác của lĩnh vực y tế cũng sẽ được hỗ trợ và sẽ được hợp tác chặt chẽ với phía của Đài Loan. Ông Giang Trinh Nốt đã chỉ ra cho thấy năm 2022 thì Virginia đã xuất cảng khoảng 730 triệu Mỹ Kim tất cả những mặt hàng tới, tới đảo quốc Đài Loan, đồng thời cũng đã nhập cảng khoảng 1 tỷ Mỹ Kim sản phẩm từ Đài Loan và cho thấy rằng mối quan hệ kinh tế giữa tiểu bang Virginia và đảo quốc Đài Loan đang thắt chặt một cách rất là tốt. Và ông trong đó thì ông cho biết là ông đã ký cái bản MOU này cùng với lại Phó Bộ trưởng của cái cơ quan đặc trách về kinh tế của Đài Loan ở ngay tại trong phó văn phòng của Bộ Ngoại Giao. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay. Cùng một lượt cũng liên quan tới đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay, nhà lãnh đạo của Guatemala cam kết là sẽ có một cái chiến lược ngoại giao đầy thắt chặt đối với lại Đài Loan bất kể sự áp lực của Trung Quốc. Tổng thống của Guatemala là ông Alejandro Chamatati đã lên tiếng vào ngày thứ ba là quốc gia của ông vẫn tiếp tục duy trì các mối quan hệ tốt đẹp với Đài Loan bất kể áp lực đe dọa của Cộng sản Trung Quốc đối với đảo quốc này. Ông chamati đã tới Đài Loan và trong chuyến viếng thăm 4 ngày từ ngày thứ ba. Trong đó ông nói rằng có một cái thông điệp quan trọng là những cái vùng đất và những quốc gia được là xem là tự do và Đài Loan được xác nhận cái nền độc lập của họ bởi Guatemala. Trong cuộc gặp gỡ với bà Tổng thống Thái Anh Văn thì bà ông Chamati đã lên tiếng cam kết là sẽ hỗ trợ vô điều kiện cho Đài Loan. Đặc biệt là sẽ có những cái hợp tác sâu đậm hơn với Đài Loan à, trong tất cả các lĩnh vực. Guatemala vẫn tiếp tục đứng chung với Đài Loan, à, tức là Trung Hoa Dân Quốc và chúng tôi sẽ có những cái mối quan hệ ngoại giao mật thiết và sâu đậm hơn và tiếp tục hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là trong lĩnh vực chăm sóc y tế, sức khỏe, kinh tế và kể cả hạ tầng cơ sở. Ông đã nói chuyện với bà Thái Văn ngay tại văn phòng phủ thủ tướng. Đồng thời, ông tái xác nhận rằng quốc gia của ông vẫn ủng hộ cho cái sứ mạng ngoại giao của Đài Loan bảo vệ chủ quyền và à, hòa bình ở khu vực cũng như là nhà lãnh đạo của Guatemala thì tuyên bố là sẽ có một đất nước Đài Loan vĩnh viễn tức là Long Life Taiwan cùng một lượt thì à, ngay sau khi mà lời tuyên bố của ông ta đưa ra thì à, phát ngôn viên bộ ngoại giao của Trung Quốc đã phản ứng mạnh mẽ và cho rằng Guatemala đã không có một cái à, hướng đi gọi là sáng sủa khi mà không tiếp cận với Trung Quốc và bà này lên tiếng nói rằng Trung Quốc là nền kinh tế lớn hàng thứ hai trên thế giới và có thể hỗ trợ rất nhiều kinh tế cho Guatemala nếu như mà Guatemala thay đổi quan điểm đây được xem là phản ứng mới nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra trong khi đó thì bà Thái Văn nói rằng là trong cái chuyến gặp gỡ vào tháng trước của bà với lại Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy tức là đầu tháng này ở tại California trong đó là phía của à, bà cảm ơn Guatemala đã có hành động ủng hộ mạnh mẽ cho Đài Loan là một quốc gia độc lập đây được xem là một trong những cái à, lời khẳng định mới nhất của tổng thống Guatemala đối với đảo quốc Đài Loan trong khi mà phía của Paraguay có thể à, đảng đối lập sẽ lật đổ một cái cuộc à, gọi là ngoại giao đối với Đài Loan bởi vì hiện nay ở Paraguay đang có một cái cuộc bầu cử và nhân vật đứng đầu của Đảng đối lập đã tuyên bố ông ta sẽ lật đổ tất cả những cái ban giao với Đài Loan và kết nối ban giao với Bắc Kinh nếu như ông ta thắng cử đây được xem là một trong những cái biến chuyển mới nhất liên quan tới cái tư thế ngoại giao của phía Đài Loan đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay và liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay, Bắc Kinh đã tìm cách tránh xa lời tuyên bố của đại sứ Trung Quốc ở tại Paris khi mà ông này đặt về vấn đề về chủ quyền độc lập của Ukraine. Bản tin mới nhất từ ở Bắc Kinh cho biết là Trung Quốc đã tìm cách tránh xa cái lời tuyên bố của đại sứ của họ ở tại Paris sau khi mà ông này đã đặt câu hỏi về cái tính chất gọi là chủ quyền độc lập của Ukraine trước đó thì ông đại sứ này có tên là luce đã phát biểu trên một cái đài truyền hình và đài network của pháp và trong đó ông ta đặt vấn đề lại cái vấn đề chủ quyền của các quốc gia thuộc nước cựu liên bang Viết cũ trong đó thì ông ta nói rằng là những quốc gia nằm trong cái cựu liên bang Viết cũ không có một cái tình trạng dưới luật quốc tế và cũng chưa có một cái thỏa thuận quốc tế nào xác nhận cái chủ quyền độc lập của họ đây là lời phát biểu của ông ta đã được đưa ra ngay sau lời phát biểu này thì đã có một cái phản ứng khá mạnh từ các quốc gia tại Âu Châu, đặc biệt là những quốc gia tại Đông Âu, những quốc gia đã từng tách ra khỏi cựu Liên bang Xô Viết. Trong ngày thứ hai, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Mao Ning đã bác bỏ lời tuyên bố của ông Lương và nói rằng Bắc Kinh không hề có một cái quan điểm này và đây là quan điểm cá nhân của ông Đại sứ. Trong đó, thì Bắc Kinh vẫn tiếp tục tôn trọng chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của những quốc gia à, nằm dưới cái hiến trương của Liên Hợp Quốc. Bà này cho biết là Liên bang Xô Viết trước đây đã có một cái tình trạng à, về à, vấn đề của quốc tế và bây giờ thì nó đã thay đổi cái hiện trạng này và bà ta vẫn tôn trọng tất cả chủ quyền của các quốc gia. Ngay sau đó thì à, ba quốc gia gồm có Lituania, Latvia và Estonia đồng loạt đã mời à, đại sứ của Trung Quốc lên để mà đưa một cái lời phản đối về lời phát biểu của ông Lưu. Trong khi đó thì Ngoại trưởng của Lituania là Gabrielius à, Lambertas đã lên tiếng tuyên bố với hãng thông tấn AFP đây là lý do tại sao chúng tôi không tin tưởng trung quốc có thể đóng được cái vai trò mang lại hòa bình cho Ukraine và ở khu vực và chúng tôi không phải là những quốc gia nằm trong cựu Liên bang Xô Viết và họ đã xâm chiếm quốc gia chúng tôi một cách bất hợp pháp dưới cái thời cộng sản à, ba quốc gia này đã bị chiếm đóng bởi cựu Liên bang Xô Viết từ thập niên 1940 và sau đó họ đã tuyên bố độc lập năm 1991 sau khi khối cộng sản sụp đổ tuy nhiên lời phát biểu của đại sứ Trung Quốc đã gây ra sự tranh cãi và cho rằng những quốc gia này vẫn nằm trong cái quyền lãnh đạo của Liên bang Xô Viết. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Á Châu ngày hôm nay, Ấn Độ và Trung Quốc là bắt đầu tiếp tục để thúc đẩy các cuộc đối thoại liên quan tới vấn đề tranh chấp về chủ quyền ở khu vực biên giới. Trung Quốc và Ấn Độ sẽ đã đồng ý là sẽ gia tăng cái tiến trình và tìm ra một giải pháp giải quyết sự tranh chấp về biên giới của họ vốn đã từng gây ra một cuộc xung đột đẫm máu vào năm 2020. Các viên chức của đôi bên cho biết là sẽ mở ra tất cả những cái channel đối thoại và sẽ phối hợp với các quốc gia tây phương để duy trì cái khu vực được xem là lằn ranh đỏ ở giữa biên giới giữa hai quốc gia. Trong đó thì cả đôi bên đều đã tăng cường mạng lưới quân sự của họ rất nhiều. Bộ trưởng Quốc phòng của Trung Quốc là Li Shanfu dự tính là sẽ viếng thăm New Delhi vào ngày thứ năm và ngày thứ sáu à, trong cái à, tổ chức gọi là Shanghai Corporation Organization và sẽ gặp gỡ với lại các à, Bộ trưởng Quốc phòng của các quốc gia và đây là chuyến viếng thăm được xem là đầu tiên của bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc tới Ấn Độ kể từ khi mà xảy ra cái cuộc à, gọi là đụng độ chết người ở Galway Valley ở à, nơi mà đã có một số binh sĩ Ấn Độ đã bị thiệt mạng mặc dù Trung Quốc và Ấn Độ vẫn còn tranh chấp biên giới trong nhiều năm qua à, tuy nhiên thì đôi bên đã bắt đầu có những cái xung đột về kinh tế căng thẳng hơn và dẫn tới tình hình tình hình căng thẳng giữa mối quan hệ giữa đôi bên. Năm 2020 ít nhất là 20 binh sĩ của của Ấn Độ đã bị thiệt mạng và Trung Quốc báo cáo họ chỉ có 4 binh sĩ bị thiệt mạng trong cái cuộc đụng độ tại biên giới. Đây được xem là một trong những cái nỗ lực mà tìm cách gọi là giảm đi sự căng thẳng tại biên giới giữa Ấn Độ và phía của Trung Quốc cùng một lượt trong ngày hôm nay thì à, cựu lãnh đạo của Liên Hiệp Quốc là ông Ban Ki-moon đã lên tiếng thúc giục chính quyền quân Việt là chấm dứt cái à, tình trạng bạo động tại Miến Điện Tin từ Bangkok cho biết thì cựu tổng thư ký của Liên Hiệp Quốc là ông Ban Ki-moon trong ngày thứ ba đã lên tiếng thúc giục phía Miến Điện và đã chính quyền quân phiệt tại đây là phải tìm ra đường hướng nhằm chấm dứt cái cơn khủng hoảng chính trị đầy bạo động ở quốc gia này, gia tăng cái việc gọi là giải pháp chính trị bao gồm luôn trả tự do cho các tù nhân chính trị bị giam giữ sau khi mà ông đã có chuyến bất ngờ viếng thăm tới Miến Điện và gặp gỡ với nhà lãnh đạo quân phiệt tại đây à, sau khi họ lật đổ chính quyền của bà Aung San Suu Kyi hai năm trước đây ông ban đã gặp gỡ với lại nhà lãnh đạo của chính quyền quân phiệt là tư lệnh có tên là Mi Aun Lanin và trong đó họ các giới chức cho biết và sứ bạn của ông ta là đại diện cho một nhóm các cái uh, nhà hoạt động về nhân quyền cũng như là những người thúc đẩy nền hòa bình ở tại khu vực trên toàn thế giới và trong đó ông được xem là uh, đứng đầu của một cái nhóm gọi là elders tức là những người cao tuổi đây được xem là chuyến viếng thăm khá bất ngờ và là thúc giục của ông đối với lại uh, phía chính quyền quân điện năm uh, trong đó thì ông đã nhắc tới trường hợp của nhà lãnh đạo đối lập là bà Aung San Suu Kyi 77 tuổi đã bị kết án tổng cộng 33 năm tù cho các truy tố kể từ khi mà chính quyền công việc đã thực hiện cuộc đảo chánh vào tháng 2 năm 2021 lật đổ chính quyền dân sự của bà. Đây được xem là chuyến đi khá quan trọng của nhà lãnh đạo à, cựu lãnh đạo của cơ quan Liên hiệp quốc. Và cuối cùng cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Indonesia lại bị động đất 7.3 độ magnitude và có thể sẽ có cảnh báo về sóng thần. Một trận động đất 7.3 độ Richter đã đánh vào phía tây của quần đảo Sumatra của Indonesia vào ngày thứ ba theo tường trình của cục địa chấn Indonesia cho biết và có thể dẫn tới sự báo động về sóng thần trong vòng vài giờ tới. À, sóng thần lệnh cảnh báo này đã được đưa ra bởi cho các chính quyền địa phương và hướng dẫn cho người dân tìm cách gọi là lên những vùng cao hơn để tránh tình trạng mà bị thiệt hại nhân mạng một trong những cái cơ quan nghi, nghiên cứu về thăm dò địa chấn của Âu Châu cho biết là cái trận động đất đầu tiên là 6.9 độ magnitude, sau đó thì à, nó là tăng lên ở mức là 7.3 độ magnitude với một cái chiều sâu là 84 km và à, và diễn ra khoảng lúc 3 giờ sáng theo giờ của địa phương và các trận hậu trấn đã à, diễn ra hàng loạt sau đó với cái mức độ là khoảng 5.5 chấm, chấm độ Manchi đây được xem là trận động đất mới nhất diễn ra tại Indonesia nơi được xem là nằm trong vòng đai lửa của Thái Bình Dương thường xuyên có những trận động đất và có thể dẫn tới tình trạng sóng thần đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này và bây giờ thì như thường lệ chúng ta vẫn bước qua phần đọc comment và thảo luận trước khi bước qua đọc comment và thảo luận thì vẫn nhắc quý vị về cái tạp chí quốc phòng đã có ở trên ngày hôm nay là chúng tôi chính thức đi pick up và sẽ bắt đầu từ ngày mai gửi đi cho những quý vị nào đã đặt tạp chí quốc phòng Riêng quý vị nào chưa đặt mà muốn có cái tạp chí quốc phòng mỗi tháng một lần và trang màu toàn diện và tất cả những cái tin tức liên quan tới biến động tại Á Châu, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, các cuộc tập trận cũng như những, những cuộc đối đầu của các cường quốc ở tại khu vực này, quý vị có thể liên lạc qua cái địa chỉ email trần nhật phong đạo diễn at yahoo.com trần nhật phong đạo diễn at yahoo.com để biết thêm chi tiết Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các thính giả vẫn tiếp tục gửi email về và đặt mua tạp chí quốc phòng. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi bây giờ chúng ta bước qua cái phần đọc comment và thảo luận nha. Cuộc bầu cử 2024 giữa Biden và ông Trump của cuộc đấu thú vị. À, tin ngài Trump sẽ thắng áp đảo. Chưa biết được, cho tới giờ phút này chúng ta còn phải chờ cái cuộc bầu cử sơ bộ. Tức là ông Trump phải giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ và Joe Biden không bị thách thức bởi các thành viên khác trong đảng Dân Chủ. Do đó thì chúng ta phải chờ sau cái tháng 6 năm tới thì mới biết được à, các đối thủ trên chính trường. Hiện nay thì ông Trump dẫn đầu ở trong cái đảng Cộng Hòa. Gần như là ông đã chiếm một cái vị trí tuyệt đối trong giai đoạn này tức là tháng 4 và tháng 5. Nhưng mà bây giờ quý vị cuộc bầu cử sơ bộ là bắt đầu từ tháng Giêng năm tới. Tức là chúng ta còn khoảng à, bảy 8 tháng nữa là sẽ bắt đầu khởi động cho cái cuộc bầu cử sơ bộ. Thì từ tháng Giêng cho tới tháng 6 để xem từ đây tới đó còn có biến động nào nữa hay không và đảng Dân Chủ tiếp tục tấn công ông Trump bằng cách nào về mặt pháp lý để cản trở ông. Thì quý vị, đây sẽ là những cái đề tài rất là hấp dẫn cho chúng ta trong thời gian tới. Bởi vì coi như là nếu như ông Trump thắng cử sơ bộ và Joe Biden đánh bại tất cả những uh, ứng cử viên khác của đảng dân chủ thì coi như hai bên sẽ tái đấu lại năm 2024 và lần tái đấu này kết quả tôi nghĩ sẽ khác đi nha rồi tiếp tục vào wow. cảm ơn Bill Bill bùi đóng góp 2 mỹ kim cảm ơn rất là nhiều Cho em mỗi ông Biden ra tranh cử có phải lá bài à, lì lật tẩy của cửa phải không là sao đây không hiểu luôn ok Tôi không hiểu câu hỏi này luôn nha Đặt lại câu hỏi duy cho nó đàng hoàng tôi mới hiểu được Nếu Biden đắc cử tổng thống năm 2024 Nước Mỹ chẳng còn khác nào quốc gia so với chủ nghĩa Tôi nói thẳng với quý vị luôn Là Tôi nghĩ rằng ông Biden sẽ không còn cửa Tại vì cái điều lớn nhất Quan tâm của đảng Dân Chủ Là cái tuổi tác của ông ta Tại vì năm tới Là khi mà ông ta Hoàn tất cái ông ta bắt đầu tranh cử đó Thì ông ta đã 80 rồi bước qua 81 tuổi rồi. Thì quý vị, đây sẽ là một trở ngại mà bên phía đảng Dân Chủ có thể sẽ đưa ra một cái ý kiến khác. Thứ hai là ông ta mà đắc cử đó, thì tất cả những khuynh hướng cực tả ông ta sẽ đẩy cho tới cùng luôn. Tại vì năm cuối cùng rồi, ông ta không có nhu cầu tranh cử nữa. Và ông ta đánh cho tới bến luôn. Do đó, nước Mỹ sẽ bị nguy hiểm. Chính điều này mà dân Mỹ bắt đầu suy nghĩ lại. Và có thể thôi nha quý vị, tôi chỉ tiên đoán thôi ngay sau ngày hôm nay ông ta tuyên bố tái tranh cử, thì có thể trong thời gian tới, đảng Dân Chủ mà họ kiếm được một nhân tuyển nào thích hợp hơn, họ sẽ tiến hành cái việc gọi là phối hợp với đảng Cộng Hòa để đàn hạch Joe Biden liên quan tới hồ sơ con trai của ông ta là Hunter Biden. Đây là cái hồ sơ mà phía của đảng Cộng Hòa đang mở cuộc điều trần và đã xác nhận về những cái hành động của Hunter Biden đặc biệt là công tố viên ở quận à, ở ga uh, tiểu bang Delaware đang duyệt xét tới việc mà truy tố Hunter Biden bốn tội danh, hai tội là Mr. Minor, hai tội là felony. Thì có thể Đảng Cộng hòa sẽ dùng cái lý do này, tại vì bốn tội danh đó đều liên quan tới cái giai đoạn mà Joe Biden làm phó tổng thống. Thì quý vị, Hunter Biden đã lợi dụng chức vụ của cha và có thể có liên hệ tới cả ông Biden liên quan tới cái công ty Burisma của Ukraine. Và ông ta có thể gia đình ông ta đã hưởng lợi rất nhiều trong cái các cái giao dịch với nước ngoài. Do đó thì Đảng Cộng hòa đang đưa ra cái 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 kết luận sau cùng để mà tạo một cái hành lang đàn hạch cho ông ta, đàn hạch với ông ta và Đảng dân chủ những thành phần mà không đồng ý ông ta tái đăng cử có thể sẽ phối hợp với Đảng Cộng hòa và có thể rằng cuộc đàn hạch này sẽ thành công. Lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. Bởi vì lịch sử nước Mỹ đã có 3 đời tổng thống bị đàn hạch nhưng không thành công. Không thành công. Nhưng lần này với Joe Biden có thể đó quý vị. nha Rồi tiếp tục. À, wow lướt qua một số những cái đọc rồi nha. Ok. À. Ok các bạn lên chỉ trích cho Joe, Joe Biden khá nhiều. Người công giáo mà phò phá thai khi làm tổng thống thì mọi người sẽ suy nghĩ ra sao? Đó là cái câu hỏi. Tại vì tất cả những người theo đạo Thiên Chúa và tất cả các tôn giáo đều không đồng ý cái vấn đề này. Tại vì đó là quý vị đã sát hại một cái uh, linh hồn ở trong bụng mẹ. Do đó, hầu hết những người theo tôn giáo, kể cả người theo đạo công giáo, theo đạo tinh lành, đạo hồi hay kể cả Phật giáo. Thì quý vị, tất cả đều phản đối vấn đề phá thai. Họ muốn bảo vệ cho sự sống của những đứa trẻ trong bụng mẹ. Thì quý vị, ông Joe Biden tự nhận là người Công giáo. Nhưng mà ông ta lại ủng hộ cho khuynh hướng phá thai. Thì quý vị thấy rõ ràng là quý vị, đạo đức giả nha. Rồi tiếp tục. À, wow. Ông Biden tranh cử tổng thống thì lại mừng dùm cho ông Trump. em nghĩ thì dân Mỹ sẽ không chọn ông Biden nữa. Thì tôi nói với quý vị có hai lý do. Lý do thứ nhất là dân bị rất công bằng. 4 năm trước cứ cho là họ đã chọn Biden đi thì 4 năm sau họ sẽ chọn ông Trump. Thứ hai bà họ sẽ có sự so sánh rất rõ ràng 4 năm dưới, dưới triều đại của ông Trump và 4 năm dưới triều đại của Joe Biden. Kinh tế, đời sống của người dân như thế nào. Họ sẽ có sự so sánh. Ông Trump coi như chỉ có 3 năm thôi tại vì cái năm cuối cùng của ổng đại dịch bùng nổ. Đại dịch bùng nổ khiến cho mọi việc nó bị đảo lộn hết. Nhưng mà từ năm 2017, 18 và 19 thì người ta sẽ so sánh lại với ông cho hai 21, 22 và 23. Để người ta thấy được là kinh tế thế nào và cái mức an toàn của người dân ra sao. Thì quý vị, người ta sẽ so sánh chuyện này và người ta sẽ thấy rõ ràng ai hơn ai do đó tôi cho rằng hai lý do ông trump có thể đánh bại joe biden là nhờ cái sự so sánh đối chiếu này khi mà người ta đưa lên có điều đám cực tả và đám truyền thông cánh tả nó có làm cái vai trò gọi là trung dung này hay không hay nó cố tình thiên vị thì chúng ta không biết nhưng mà đám như là cnn hay là washington post và tên New York Times đó thì nó sẽ không đưa các bảng so sánh từng năm đâu. Ví dụ như, 21 đối chiếu với 17, 22 đối chiếu với 18, 23 đối chiếu với lại 19. Nó lại lấy lý do là tại vì nga tấn công Ukraine làm đảo lộn. Thì nó dùng cái lý do này để nó biện minh cho Joe Biden. Nhưng mà nó không đặt lý do tại sao nga không tấn công Ukraine trong thời ông Trump mà lại tấn công Ukraine trong thời của Biden nó sẽ không bao giờ giải thích chuyện này đâu nha yeah. rồi tiếp tục wow à Chiến lược ngoại giao của Cộng sản Trung Quốc có phần mềm dẻo hơn lúc trước nhưng cũng không ngoài mục đích tham vọng quyền lực có sức ảnh hưởng toàn cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thì bây giờ Tập Cận Bình sau khi ngồi lại cái ghế ở nhiệm kỳ thứ ba ông ta đổi chiến lược ngoại giao. Nhưng mà nó đã bị backfire, tức là bị flashback, và nó đã bị phản ngược sau lời tuyên bố của đại sứ Trung Quốc ở tại Pháp. Thì quý vị, bây giờ thì phía Bắc Kinh lên tiếng chữa lửa cho rằng lời phát biểu của ông đại sứ này là không phản ảnh cái cái chủ trương của Cộng sản Trung Quốc. Nhưng quý vị, ông ta lên trên đài Pháp, ông ta phát biểu trong tư cách họ mời ông ta là đại sứ của nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Có nghĩa là tiếng nói của nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Chứ đâu phải là cá nhân bây giờ nó đổ thừa là đây là quan điểm cá nhân của ông ta nếu là quan điểm cá nhân và ông ta dùng danh nghĩa cá nhân thì liệu cái đài pháp có mời ông ta không cái đài uh, truyền thông bên pháp có mời ông ta lên phỏng vấn không chính vì ông ta là đại sứ toàn quyền đại diện cho nước nhà nước cộng sản trung quốc tại pháp thì người ta mới mời lên cho nên lời nói của ông ta là đại diện cho nhà nước cộng sản trung quốc do đó cái lời biện minh ngày hôm nay của Mao Ninh là hoàn toàn vô lý một cái cách chữa lửa để mà chữa cháy thôi và ông này đã cho thấy được cái suy nghĩ của cái thành phần cán bộ đảng viên trong quần phái cai trị nó bị tẩy não như thế nào thì quý vị có điều là nó phá đi cái thế gọi là muốn làm trung tâm giải quyết xung đột của tập cận bình thì cái này tôi có giải thích trong cái hiu tinh nhật ký phần 1 đó quý vị nào muốn coi thì một lát coi nha rồi tiếp tục ok em tin ông trump đắc cử vì trước đó ông thực hiện à, trò toàn vẹn lời hứa không như biden tất hứa dân mỹ không tin ông ta <laughs> về quy tắc chúng ta nhìn nhận định như vậy nhưng mà đảng dân chủ là một cái đảng lật lọng và nó có nhiều cái chiêu thức bất ngờ lắm nó có nhiều cái chiêu thức bất ngờ không phải là bất ngờ trong cái vấn đề cạnh tranh công bằng mà nó dùng những cái thủ thuật về mặt pháp lý về mặt hiến pháp về mặt luật pháp để nó loại trừ đối thủ Do đó quý vị, chúng ta nếu mà một cách bầu cử một cách công bằng và không chơi những trò dơ bẩn này, thì tôi nghĩ là Joe Biden sẽ không có cửa. Nhưng đảng Dân Chủ thì đang chơi rất là dơ bẩn. Đó quý vị thấy, Alvin Pratt của à, Manhattan, rồi tới à, bây giờ ngày hôm nay là họ đã thúc đẩy việc mà gọi là điều tra về cái vụ án ở Georgia, trong đó họ quy tội ông Trump là sen vào bầu cử khi mà ông gọi cho động lý văn phòng của Georgia năm 2020. Thì bây giờ nó nói rằng, ô cái này là sen vào bầu cử. Thì quý vị, chờ xem coi nó dùng. Bây giờ đảng Dân Chủ, họ biết được là ông Trump là ngôi sao không thể uh, rớt được ở bên đảng Cộng Hòa. Thì bây giờ nó dùng đủ mọi cách về mặt pháp lý để nó cản trở ông Trump. Chứ nó không dùng cái cách cạnh tranh công bằng là đi vận động phiếu tại vì tranh cử là chủ yếu cạnh tranh công bằng là tăng cường cái quảng bá của mình lên và thứ hai là vận động lá phiếu đó là cạnh tranh công bằng còn dở những trò dơ bẩn về mặt pháp lý để cản trở đối thủ thì quý vị mặc dù cho nó có dùng đi nữa và ảnh hưởng thì tôi chưa biết nhưng mà bên ngoài người ta nhìn vào người ta nói đây là những cái trò rất dơ bẩn đây là những cái trò rất dơ bẩn nha yeah. rồi tiếp tục Wow, lướt vào một số cái. À. Vì sao Đài phó thu kiện Dominion à, bồi thường về anh? Vấn đề không phải là bà thua mà họ thỏa thuận. Tức là những lời tuyên bố trước đó của Tucker Carlson có thể đã xúc phạm tới à, cái hệ thống à, đếm phiếu à, Dominion. Và bây giờ thì họ thỏa thuận là Đài phó phải bồi thường cho cái việc phỉ bán là 800 triệu, gần 800 triệu và Tucker Carlson ngay sau đó cũng đã bị đuổi việc. Tức là một trong những cái thỏa thuận của họ là bồi là đồng ý là bồi thường 8 à, gần 800 triệu và đuổi ông uh, Tucker Carlson. Thì đây là quyết định của phía Đại Fox thôi. Còn đấy, họ đâu có thu kiện, cái này là thỏa thuận ngoài tòa. Tức là đôi bên đồng ý xét đầu đau, Không có kiện nữa nha. Rồi tiếp tục à quào wow, nước qua một số những cái <laughs> chính trị mà không thủ đoạn thì chỉ có đi ăn mài thôi đúng nhưng mà càng thủ đoạn thì càng mất lòng tin và nó tạo cho cái môi trường chính trị dơ bẩn hơn chính trị là một cái chi phối trong đời sống nhưng phải làm đúng cách phải thuyết phục chứ không chơi thủ đoạn nếu chơi thủ đoạn thì có thể chiến thắng đó nhưng mà cái hình ảnh chiến thắng đó nó xấu lắm và nó làm cho cái môi trường chính trị trở nên dơ bẩn thì nếu muốn thích đi theo cái đường chính trị dơ bẩn thì cứ việc đi còn ở đây thì ông trump ông không chơi cái trò chính trị dơ bẩn đó ông là nạn nhân bị tấn công ông là nạn nhân bị tấn công và ông chỉ sử dụng những cái đòn tấn công của đối thủ để ông biến thành chiến lợi phẩm của ông thôi nhưng ông không chơi dơ ông không chơi dơ giống như đám chơi bên bây giờ yeah. rồi tiếp tục Ok, à Nếu tổng thống Trump đắc cử thì maximum được 4 năm 28 năm 4 năm thôi. Tại vì ông đã ngồi một nhiệm kỳ. Bây giờ chỉ còn lại một nhiệm kỳ 4 năm thôi. Đó là hiến pháp quy định. Trừ những cái trường hợp đặc biệt giống như tôi đã nói thời đại nhẹ thế chiến Thì đó là trường hợp đặc biệt rất là hiếm xảy ra. Thường uh, trên hiến pháp là được có hai hai nhiệm kỳ, bất kể là hai nhiệm kỳ liên tục hay là khoảng cách khoảng thì cũng chỉ là hai nhiệm kỳ thôi. Nha rồi tiếp tục. Wow. À. Người dân Hoa Kỳ sẽ chọn vị tổng thống nào làm được việc mà mang lại vững mạnh cho quốc gia kể cả đối ngoại. Chính quyền 46 hiện nay không làm được trò gì trong suốt 3 năm qua. Thì quý vị, một đầu năm vô nhận chức thì ông ta đổ thừa là đại dịch. Rồi tới năm 2022 thì ông ta đổ thừa cuộc chiến của Nga tại Ukraine để ông ta trốn trách nhiệm. Để ông ta trốn trách nhiệm, ông ta cho đây là hai vấn đề mà nó đến từ bên ngoài chứ không phải do ông ta. Trong khi những chính sách cực tả của ông ta đã khiến cho nước Mỹ rơi vào tình trạng nguy hiểm, nguy hiểm về an toàn năng lượng, nguy hiểm về an toàn an toàn lương thực và nguy hiểm về nguồn cung cấp cho thị trường Mỹ. Chính những chính sách của ông ta làm điều này nha. Rồi à. Wow. tất cả các dân đâu có tin gì à, à, và bà Sydney. Tất cả còn kêu à, đưa evidence ra. Nếu lo suốt bà với à, Dominion thì bà Maria cũng phải bị đuổi. thì từ từ cái vậy có thể và đồng thời nó cái sự mà đuổi Carson này tôi nghĩ là cái quyết định của một số những cơ quan truyền thông. trong đó thì cái vị cùng một lượt cùng một lượt CNN thì Don Lemon cũng bị đuổi cổ luôn. Sau 17 năm làm việc cho CNN. Cũng bị đuổi cổ luôn. Mà Don Lemon lại là nhân vật cực tả. Còn Tucker Carlson được mô tả là nhân vật cực khủ. Thì tôi nghĩ rằng là trong cái bài phân tích tên ngày hôm qua của tôi có nói rồi. Là các cái cơ công ty truyền thông này. Họ đang tìm kiếm cái khối khán giả ôn hòa. Để chấn chỉnh lại cái quy thế của họ. Tôi nghĩ như vậy. Còn cái vấn đề liên quan tới Dominion nó chỉ là cái cớ. Nó chỉ là cái cớ để mà họ bắt đầu thay đổi cái chiến lược về cách đưa tin thôi. Trước nay thì họ thấy sai, họ chọn một bên. Thì cuối cùng là tất cả Fox lẫn CNN đều bị giảm cái lượng khán giả rất nhiều. Đều bị giảm cái lượng khán giả rất nhiều. Thì bây giờ có lẽ là trước bầu cử năm 2024, họ muốn chấn chỉnh lại cái quy thế của họ. Cho nên cả hai đều đuổi luôn. Tức là Don Lemon bên CNN cũng bị nhận một cái tờ giấy thông báo chính thức luôn. Là sẽ chấm dứt nó gọi là terminate loại trừ luôn bởi cnn thì ngày hôm qua là don lemon cũng sốc anh ta làm cho cnn 17 năm và anh ta là kẻ cầm đầu trong đài cnn tấn công ông trump suốt từ thời gian đó tới bây giờ ngược lại bên đây thì tất cả cũng bị đuổi luôn thì bây giờ chờ xem coi đám truyền thông này đang muốn dở trò gì nha rồi tiếp tục ok wow làm sao đảng cộng hòa không để chuyện gian lận bầu cử tổng thống xảy ra lần nữa thì bây giờ đã có một số tiểu bang chấn chỉnh lại luật tại vì chúng ta chủ quan trong cái trước bầu cử năm 2020 Obama đã tạo ra một cái system mà cái system đó là thay đổi luật lệ bầu cử của một số tiểu bang chiến lược mà chúng ta không biết cho tới lúc mà bắt đầu xảy ra sự kiện thì chúng ta không kiện được bởi luật đó đã được thông qua ở một số tiểu bang do đó chúng ta mới phát giác ra là Obama âm thầm chọn những tiểu bang không ai chú ý tới và thúc đẩy cái việc thay đổi luật bầu cử ở những tiểu bang này. thì năm 2020 sau biến cố đó chúng ta phát hiện ra, thì bây giờ nhiều tiểu bang từ Wisconsin, Michigan, Georgia, rồi Florida, rồi Ohio, Arkansas cho tới Texas, họ chấn chỉnh lại tất cả những cái cái luật qua về bầu cử thậm chí là quý vị thấy là bên Iowa là họ cấm những người không có ID là không được phép đi bầu đi bầu là phải trình thẻ ID đó rồi Texas thì cấm hẳn luôn cái việc mà mail inbox tức là bỏ phiếu vô cái 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 thùng phiếu đó, mà lái xe tới đó là họ cấm luôn tức là những người đi bầu phải chứng minh nhiều về cái uh, tính chất hợp pháp của mình có nghĩa là họ đã thấy được cái luật là Obama chơi cái trò láo cá là đi thay đổi luật lệ tại vì luật bầu cử đó quý vị. Là nó có luật của liên bang và luật của tiểu bang. Thì mỗi tiểu bang đều có cái luật bầu cử riêng của họ. Giống như California chơi sổ lá là năm 2020 nó lấy cớ là bởi vì luật tiểu bang nó ra là những ứng cử viên tổng thống nào mà không nộp hồ sơ thuế 8 năm thì sẽ không có tên trên lá phiếu bầu nó chơi cái trò đó để nó loại cái tên ông tâm ra khỏi lá phiếu bầu. Đó là California. Thì cái kiểu của nó chơi như vậy. Thì bây giờ quý vị, chúng ta đã nhìn thấy hết rồi. Đúng không? Và cộng thêm thời điểm đó, Obama lại cấu kết với những cái công ty truyền thông xã hội để bịt miệng người khác nhân danh đại dịch. Thì bây giờ quý vị, chúng ta đã thay đổi được cục diện. Thì để coi họ dở trò gì thêm để coi họ dở trò gì thêm nữa nha yeah. rồi tiếp tục wow à đang hạch thành công thì có được truy tố nô no, đàn hạch thành công có nghĩa là joe biden sẽ bị tước khỏi cái chức cái chức vụ tổng thống đầu tiên hết là tước khỏi chức vụ tổng thống đã rồi sau đó là cái vấn đề bộ tư pháp sẽ phải làm việc là bên quốc hội sẽ chuyển hồ sơ đó qua cho bộ tư pháp và bộ tư pháp có thể mở cuộc điều tra về hành sự để truy tố đó là hai chuyện khác nhau. Khi mà tổng thống bị đàn hạch thành công, bị tước bỏ cái quyền tổng thống đó. Thì quý vị, lúc đó là một một cái màu khác. Lúc đó là một cái màu khác nữa. Tại vì hai chuyện khác nhau. Đàn hạch chỉ là tước bỏ cái quyền tổng thống của ông ta. Nếu như ông ta đã có những cái hành động đi ngược lại với hiến pháp của Hoa Kỳ. Hay là vi phạm về cái đạo đức của tổng thống. Nha. Yeah. Rồi tiếp tục. Wow. À, Nếu The Santic thì đảng Cộng Hòa thắng 100% Chưa chắc Bảo đảm thua luôn Nếu Ron The Santis ra Bởi vì nếu Ron The Santic ra 40% Những người bảo thủ không bỏ phiếu cho Ron The Santis. Tức là Ron The Santic bất hẳn 40% phiếu rồi Lấy gì thắng Lấy gì thắng Tại 40% đó trung thành với ông Trump Tôi đã nói Trong đảng Cộng Hòa Là 60% là khối phiếu ôn hòa 40% là khối phiếu bảo thủ. Mà 40% khối phiếu bảo thủ nằm trong phong trào MAGA, họ chỉ biết ông Trump thôi. Nếu ông Trump không đi ra, không được tranh cử và không được đại diện đó, họ sẽ không đi bỏ phiếu. Họ sẽ không đi bỏ phiếu. Thì là Ron DeSantis lấy con con khỉ gì mà thắng đây. Nói tôi nghe đi, nha. Yeah. Rồi tiếp tục. À, những tiểu bang mà Obama cố gắng thay đổi luật bầu cử đều đảng cộng hòa kiểm soát sao họ lại để chuyện này xảy ra được với anh không lẽ quốc hội quốc hội tiểu bang lại không hiểu biết sao lúc đó không ai để ý. lúc đó họ cứ nghĩ rằng là nó họ không nghĩ được cái thâm ý của Obama đằng, đằng sau đó cho tới sau khi bầu cử năm 2020 họ mới bật ngửa chính họ bỏ phiếu cho luật đó họ mới bật ngửa là chính họ bỏ phiếu cho luật đó chính vì vậy sau biến cố đó họ đã lật đật thay đổi lại hết Vì lúc đó Obama che đậy rất kỹ Cái ẩn ý của ông ta Mà, mà những người bỏ phiếu cho cái luật đó Họ nghĩ rằng là thúc đẩy người dân đi bầu Thúc đẩy người dân đi bầu Đều có lợi hết Thì lúc đó họ không chú ý Cho tới khi xảy ra cái biến cố năm 2020 Thì mọi người mới bật ngửa Mọi người mới bật ngửa ra Lúc đó là không kịp nữa nhưng bây giờ thì tình hình nó khác đi rồi nha. Yeah. Rồi tiếp tục à Anh Phong cho biết dịch Corona mình có thể à, liên lên tiếng nói bầu trực tiếp tại phòng phiếu không bầu qua thư bưu điện. Thì tùy tiểu bang. California nó vẫn cho và nó còn thúc đẩy mọi người ở nhà đi gửi phiếu bầu được rồi. Nhưng mà những tiểu bang như Texas hay là Louisiana, Mississippi, Florida là họ nói rằng no cái bầu khiếm diện tức là absentee vote chỉ dành cho những người không có khả năng đi lại hoặc là đang có công tác ở nước ngoài thì mới được bầu absentee còn những người nào mà bình thường thì phải tới phòng phiếu cái đó là cái cái các cái các cái tiểu bang ở miền nam họ đã quy định như vậy rồi nhưng mà california new york thậm chí là new york quý vị sẽ không biết được lá phiếu nào thiệt hay giả khi một cái thành phố ở new york nó cho phép di dân bất hợp pháp được bầu địa phương thì quý vị chúng ta không nói được okay. nhưng mà những tiểu bang blue stack này á, thì có dở kiểu nào nó vẫn là blue stack thôi chúng ta không thắng được ở những tiểu bang này chúng ta chỉ nhắm vào những tiểu bang chiến lược thôi yeah. rồi tiếp tục wow à... Đụng tới túi tiền thì khó mà được sự ủng hộ phiếu bầu của người dân à, Thật sự quý vị chưa biết được Nhưng mà rõ ràng Joe Biden đang nhắm vào làm mất đi cái thành phần trung lưu Khi ông ta đòi đánh thuế lên tất cả những cái người có lợi tức trên 400 ngàn Những người có lợi tức trên 400 ngàn họ vẫn thành phần trung lưu Chừng nào có những người lợi tức trên 1 triệu Mỹ Kim á Một tháng đó một năm đó thì có thể là mình xếp họ vào cái dạng gọi là giàu có nhưng mà những người có lợi tức trên 400 trăm ngàn chỉ mới gượng mới gượng thôi là trung lưu thôi ví dụ như california giá cả mắc mỏ 400 trăm ngàn một năm nó trả là bao nhiêu cả 400 trăm ngàn một năm nó trả là bao nhiêu cả do đó quý vị tùy theo tùy theo cái cái việc mà gọi là làm cách nào để giảm đi cái chi phí của chính phủ đó là điều quan tâm nhất của nước Mỹ và kinh tế được thúc đẩy mạnh bớt đi những nguồn máy công cành bớt đi những cái luật lệ công cần thì cái này là cái mà tôi nghĩ rằng trong giai đoạn này người dân đang muốn nha yeah. nếu đàn hạch thành công có thể họ đẩy McCarthy lên làm đế tổng thống loại ông 45 lâm, no. nếu đàn hạch thành công người kế tiếp sẽ là Kamala Harris Kamala Harris sẽ là người kế nhiệm chứ không phải mặt McCarthy Mặt chừng nào mà cả Kamala Harris lẫn Joe Biden đều có vấn đề hết. Nhưng bây giờ nó đàn hạch lại với Joe Biden thôi chứ không phải với Kamala Harris. Và cho tới giờ phút này mặc dù tôi không ưa cái bà này là có một cái khuynh hướng cực tả. Nhưng bà ta không có phốt. Bà ta cùng lắm có một hai cái phốt về mặt đạo đức tình tình ái của bà ta thôi. Nhưng cái đó không đủ để đàn hạch bà ta chứ bà ta không có phạm tội về mặt đạo đức. Tức là tham nhũng. Joe Biden có thể. Joe Biden có thể bởi vì hiện nay thì công tố viên của Delaware đã quyết định và họ đang cân nhắc bốn tội danh dành cho Hunter Biden. Thì cái này nó ảnh hưởng tới Joe Biden rất là nhiều nha. Yeah. Rồi tiếp tục à gia đình Kennedy từ trước tới nay là đảng dân chủ hay cộng hòa? Là đảng dân chủ. Từ John Kennedy cho tới Robert Kennedy và bây giờ là Robert Kennedy Jr. Tất cả đều là dân chủ hết. Và gia đình họ chỉ là cái hào quang cũ thôi. Tức là John Kennedy từng là thần tượng của những thành phần cấp tiến đại dân chủ. Nhưng mà cái đó là hào quang cũ. Gia đình Kennedy chết gần hết rồi. Ngay cả con của ông John Kennedy á, cũng chết rồi. Bây giờ tới phiên Robert Kennedy Jr. Robert Kennedy Jr. là con trai của thượng nghị sĩ Robert Kennedy. Ông đã bị bắn năm 1968 luôn. Do đó, thì để xem coi kỳ này là Robert Kennedy Jr. có dựng lại được cái hào quang cũ cho gia đình của ông ta hay không. Và tôi thấy rằng là ông ta đang bị phân biệt đối xử ngay trong đảng Dân Chủ. Không một tay nào trong đảng Dân Chủ thuộc phe cấp tiến cực tả mà ủng hộ cho ông ta hết. Họ còn đè tin ông ta xuống nữa cho nên chưa biết được nha yeah. rồi à 400.000 à, lợi tức ở một năm ở Cali là chưa trừ thuế à, à khá giả thì đôi khi sống quá mắc mỏ ở Cali 400.000 đó là nó tính cái net chứ không phải cái cross cái net. tức là quý vị đem về sau khi khấu trừ thuế đó sau khi khấu trừ thuế ra quý vị đem về nhà đó là 400.000 một năm đó thì quý vị nhưng mà thật sự cũng chỉ vừa đủ Tại vì tiền nhà bây giờ đó Những người nào mà mua nhà cách đây khoảng 3 năm á, Bây giờ phân lời lên kiểu này á, Là họ trả gấp đôi tiền nhà Rồi tất cả mọi chi phí đều cao hết Cho nên quý vị Vấn đề ở chỗ là Làm cách nào Để có thể à, Thúc đẩy cái giới trung lưu Duy trì cái sự ổn định của giới trung lưu Thì kinh tế Hoa Kỳ ổn mất đi thành phần trung lưu thì kinh tế Hoa Kỳ có vấn đề ngay, nha. Rồi à, tiếp tục, à, ông Joe Biden tuyên bố ra tranh cử 2024 có ai ủng hộ, ông mới tuyên bố ngày hôm nay. Từ đây tới chiều thì chúng ta mới biết được, từ đây tới chiều mới biết được là bên đảng dân chủ sẽ phản ứng ra sao và cho tới ngày mai có thể nó sẽ là cái bài à, phân tích của chúng tôi trong những ngày tới liên quan tới việc Joe Biden chính thức tuyên bố ra tranh tái tranh cử tổng thống năm 2024. Ok. Rồi cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả. Chúng ta gặp lại sau. Bye bye.